Các chuyên gia vẫn khuyên dùng mướp đắng như một món ăn với vô vàn lợi ích sức khỏe và làm đẹp tuyệt vời. Theo đông y, mướp đắng còn gọi là khổ qua, có vị đắng, tính mát, hơi hàn nhưng lại có tác dụng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nó cũng ẩn chứa những tác hại nguy hiểm như tan huyết, giảm khả năng sinh sản nếu không biết cách dùng, gây thiếu máu, tan huyết. Khi ăn quá nhiều mướp đắng, lượng độc tố của nó sẽ tác động đến chức năng của các enzyme, làm các enzyme không hoạt động bình thường, gây ra bệnh thiếu máu, tan huyết. Ngoài ra, hạt mướp đắng chứa hoạt chất vi sinh, tạo ra nhiều men oxy hóa ở trên màng tế bào. Nếu chất này sinh ra quá nhiều, sẽ gây hư hại tế bào hồng cầu, thậm chí thủng màng tế bào. Điều này gián tiếp làm tan máu, giảm khả năng sinh sản. Dùng mướp đắng liên tục với số lượng nhiều có thể ảnh hưởng tới tinh hoàn, giảm khả năng sinh sản. Vì vậy, những người đang điều trị vô sinh không nên dùng mướp đắng. Ảnh hưởng cho người bị bệnh về gan và thận. Người bị bệnh về gan và thận cần tránh ăn mướp đắng vì chúng rất khó tiêu hóa, có thể gây đầy hơi. Những người bị thiếu men G6PD, loại men quan trọng trong việc chuyển hóa các tế bào hồng cầu, cũng nên tránh xa loại rau có vị đắng này. Tăng men gan. Ăn nhiều mướp đắng sẽ khiến các enzyme gan tăng cao, làm thay đổi hình dáng của tế bào gan. Bên cạnh đó, nó có chứa chất độc là vi sinh, gây nhức đầu, đau thắt bụng và hôn mê. Nếu ăn phải quả trồng tại vùng nhiễm kim loại nặng, sẽ dẫn tới ngộ độc, gây tổn hại cho gan. Hạ đường huyết đột ngột. Mướp đắng chứa p-insulin giúp hạ đường huyết tương tự như insulin. Nhưng nếu dùng quá nhiều, mướp đắng có thể gây ra tụt đường huyết đột ngột, gây chóng mặt, nhức đầu, da mồ hôi, hốt hoảng có thể bị choáng và ngất. Ảnh hưởng đến người mắc bệnh tiêu hóa. Mướp đắng có tác dụng tăng tiết men tiêu hóa, giúp hệ tiêu hóa tốt hơn. Nhưng với người mắc bệnh đường tiêu hóa, hệ tiêu hóa yếu, thì các hoạt chất trong mướp đắng tạo nên sự quá đà sẽ gây tiêu chảy, lị, các bệnh ở dạ dày. Ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Không chỉ gây khó tiêu, phần ruột và hạt còn chứa nhiều độc tố, gây hại cho sức khỏe của trẻ em. Vì vậy, không nên cho trẻ ăn những món được chế biến từ mướp đắng. Đặc biệt, không ăn hay uống nước ép mướp đắng khi bụng đói, tốt nhất nên dùng trong hoặc sau bữa ăn. Không nên ăn quá 2 quả mướp đắng trong một ngày và quá 4 lần trên một tuần. Ăn nhiều mướp đắng có thể gây tiêu chảy và một số vấn đề khác, đặc biệt là về dạ dày.